Khu di tích K9 Đá Trông là một trong những khu di tích lịch sử đặc biệt. Nơi đây đã từng có giai đoạn gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động cách mạng của bác Hồ. Hiện nay, nơi đây đã được giữ gìn, cải tạo để trở thành khu du lịch tham quan cho du khách khắp nơi. Khu K9 Đá Trông thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội. Nơi đây cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng hơn 50 km. Từ trung tâm Hà Nội, nếu muốn đến khu K9 bạn có thể đi theo đường quốc lộ 32 hoặc đại lộ Thăng Long. Đây là hai con đường duy nhất dẫn đến khu di tích. Khi đến đây, bạn vừa được trải nghiệm không gian rừng núi mát mẻ, vừa được đắm chìm trong không gian văn hóa, lịch sử. K9 Đá Trông có một vị trí rất đặc biệt, không nằm riêng biệt trên một xã nào mà lại tiếp giáp ba xã Minh Quang, Thuần Mỹ và ba trại huyện Ba Vì. Phía tây là dòng sông Đà hùng vĩ qua con sông là tới đất đồng luận huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Với thế núi thế sông mang linh khí cộng thêm giao thông thuận tiện từ đường bộ, đường không hay đường thủy, chính vì thế mà sau một lần đến đây vào giữa năm 1957, bác đã bàn với các đồng chí lãnh đạo chọn đá trông làm khu căn cứ địa bí mật. Địa điểm này cũng là nơi giữ gìn thi hài bác Hồ trong những năm từ năm 1969 đến năm 1975. Cái tên đá trông là cái tên người dân địa phương vẫn quen gọi do nơi đây là vùng đất còn hoang sơ với những cánh rừng nguyên sinh, có nhiều phiến đá mọc lên như mũi trông, mũi mác nên người dân ở nơi đây đã đặt tên là khu đá trông. Trong giai đoạn từ năm năm 1960 đến năm 1969 là bác và Trung ương Đảng đã làm việc tại đây với mật danh là K9. Và sau năm 1969, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giữ gìn thi hài bác mật danh K9 được đổi thành K84. Hiện nay K9 được thiết kế tu bổ thêm các hạng mục và chia ra làm các công trình riêng, khu đón tiếp khách đến tham quan, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi nhà 2 tầng và hầm trú ẩn, vườn cây xung quanh ngôi nhà 2 tầng và hòn non bộ, con đường rèn luyện sức khỏe, vị trí mỏm đá trông và lối đi tham quan, trưng bày những chiếc xe đã phục vụ quá trình di chuyển thi hài bác, nhà phục vụ hậu cần, nhà tiếp khách trung ương và căn hầm đặt tổng đài điện thoại, công trình giữ gìn thi hài bác trong những năm chiến tranh và cuối cùng là sân bay và các công trình huấn luyện phòng chống cháy rừng. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau hơn một năm khởi công xây dựng đến đúng 2 tháng 9 năm 2015 nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh chính thức được khánh thành. Với kiến trúc truyền thống nằm trên diện tích hơn 400 mét vuông, mái ngói đỏ, cột kèo rất quen thuộc với các ngôi đình đồng bằng Bắc Bộ. Hiện tại sân nhà tưởng niệm là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động quan trọng cho các đoàn thể, cơ quan, trường học làm lễ báo công, kết nạp đảng, kết nạp đoàn, kết nạp đội, lễ trao huy hiệu. Cũng từ đây truyền thống cách mạng vẻ vang, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh đến gần hơn với các thế hệ mai sau. Ngôi nhà hai tầng và hầm trú ẩn được thiết kế bởi đồng chí Hoàng Linh, người thiết kế nhà sàn cho bác tại phủ chủ tịch nên ngôi nhà còn được gọi với cái tên nhà sàn. Tầng 1 gồm 2 phòng được dùng làm phòng họp và phòng nghỉ, tầng 2 có 4 phòng, hai phòng khách, phòng họp và phòng bác nghỉ. Nhà còn có thêm hầm trú ẩn tránh trường hợp Mỹ mở rộng chiến tranh ném bom xuống miền Bắc vườn cây xung quanh ngôi nhà hai tầng, hòn non bộ, đầu hồi ngôi nhà bác có hai vườn nhỏ, một vườn trồng quế, một vườn trồng cây ăn quả. Trước nhà bác trồng vườn hoa hoa ngâu, hoa nhài, địa lan, lúc nào cũng đua hương khoe sắc ngát hương. Công trình giữ gìn thi hài bác trong những năm chiến tranh, công trình bao gồm nhà kính, phía dưới là hầm ngầm và phòng làm thuốc giữ gìn thi hài bác. Ngôi nhà được thiết kế với rất nhiều cửa đi và cửa sổ kính xung quanh, phía dưới là căn hầm bí mật được cải tạo từ căn hầm cũ. Khi đến tham quan K9, bạn nhớ mang theo căn cước công dẫn hoặc chứng minh nhân dân để đăng ký tham quan tại chốt kiểm soát ngay cổng vào. Sau khi vào cổng bạn đỗ xe vào trong bãi và bắt đầu điểm đầu tiên trong chuyến tham quan. Di tích K9 đá trông đã có thời gian mở cửa các ngày trong tuần bạn chú ý khi không đi vào các ngày thứ hai, thứ sáu sẽ đóng cửa. Nếu bạn đi theo đoàn khách và muốn làm lễ báo công hay các chương trình kết nạp đoàn, đảng thì hãy liên hệ trước với ban quản lý nhé.